tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi. Về thăm phố Huế một chiều mưa, cô đơn áo tím gót chân mềm, thiên mộ chung ngân hồi xa vắng, đại nội im lìm đứng trong mưa, tìm đâu áo tím tuổi mộng mơ. Hương giang nước biếc giữa đôi bờ, trang tiền in bóng giờ tàn lớp, đồng khánh dập dìu áo tím thơ. Hàng phương vi hoa có còn rơi, nón bài thơ che mái tóc thề. Chiều cuộc học chân ai vui bước, ánh mắt ai nhìn tim chơi vơi. Chiều cô đô mưa phùn phơn phớt, bên văn lâu ra diết câu hò đò ai trôi xuôi theo con nước. Áo tim thương thơ thân bơ vơ, chiều buông áo tim lòng bâng khuâng, thương ai chính chiến trốn xa trường. Trăng ngà hiu hắt ngoài sông vắng, vĩ dạ từng đêm vẫn nguyện cầu. Khi xứ Huế giặc tràn lan, khăn xô chín trắng Huế đau buồn, giá hội bến ni đầy tàn tóc, một trời u sầu phú xuân ơi. Mùa xuân năm ấy nhiều đau thương, hương giang thấm máu trắng xương người, trang tiền bến nỡ vì đầu gậy, người lính không còn áo tím ơi. Hàng phương vi hoa có còn rơi, nón bài thơ che mái tóc thề. Chiều cuộc học chân ai vui bước, ánh mắt ai nhìn tim chơi vơi. Chiều cô đô mưa phùn phơn phớt, bên văn lâu
ra diết câu hò. Đò ai chơi xuôi theo con nước, áo tim thương thờ thân bơ vơ. Chiều nay mưa ướt tà áo tim, đơn côi chiếc bóng mắt lệ nhòa. Thương người lính chiến vì sông núi, quá phụ lòng son vẫn vẹn tròn. Thương người lính chiến vì sông núi, quá phụ lòng son vẫn vẹn tròn. Cảm ơn thân xin cảm ơn quý vị và nghe giữ làn sóng để theo dõi chương trình ngày hôm nay với các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Xin gửi đến quý vị chương trình một chương trình đúng rất là ngày trong cái chúng ta dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 với chủ đề là quê hương và tình mẹ. Vừa rồi thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái phần một nhạc cảnh mà các anh chị em nghệ sĩ trong câu lạc bộ nghệ sĩ cũng đã trình diễn trước đây trong đại nhạc hội Cảm ơn Anh, với bài hát Bài Tình Ca Áo Tím để ghi lại biến cố một thân năm 1968. Để chúng ta cũng vinh danh hình ảnh của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quả phụ sau cái biến cố đó. Thì chắc chị Hồng Vân cũng là một trong những người cũng đã tham dự những chương trình trước đây, cũng đã thấy sự công phu của các anh chị em bỏ rất nhiều thời gian công sức. Thành ra cũng rất là cảm ơn chị sẽ đến để cùng Cảm ơn Hưng điều khiển chương trình làm MC cho chương trình Quê Hương và Tình Mẹ vào ngày 14 tháng 4 sắp tới đây. Có điều gì chị muốn chia sẻ thêm không thưa chị? Dạ vâng, ngoài những bản đơn ca hoặc là hợp ca thì Hồng Vân biết là ban múa của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ có hai màn múa, có một màn hoạt cảnh rất là xuất sắc nói về những cái hoàn cảnh đau thương lúc mà 30 tháng 4 vợ xa chồng, rồi có những người phải từ giã người vợ mới cưới để mà đi ra đi gọi là đi người ta nói là đi 10 ngày nhưng mà thật ra là đi hôn đi tù cải tạo và không biết ngày về. Vâng, thì cái hoạt cảnh đó mời quý vị sẽ đón xem rất là xuất sắc, Tình Ca Áo Tím. Vâng, và ngoài ra thì Vân biết là các em thiếu nhi cũng có hai màn múa phải không ạ? Dạ, thưa đúng. Thành ra là các em thì tập cũng rất là kỹ, rất là hay, rất là đều và cũng gọi là đáng khen tinh thần của các em là tập và lúc nào mà kêu gọi mà có trình diễn là các em cũng đều đi, và ban múa của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng tập giáo diết. Rất là cảm ơn chị. Phải nói những cái chuyện như vậy hoài chúng ta nhắc nhở về cái biến cố 30 tháng 4 cũng là nhắc đến để cho các em trẻ, đặc biệt những em sinh ra và lớn lên đây có thể hiểu thế nào biết được cái lịch sử của các cha ông, của ông bà cha mẹ, tại sao các em có mặt ở đây trên quê hương thứ hai này. Thì đó cũng là một cách mà chúng tôi cố gắng giữ gìn cái nguồn cội về lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều đến các anh chị em nghệ sĩ mà Cảm ơn Hưng xin phép đọc một lần nữa danh sách của anh chị em sẽ đến tham dự như là Đăng Vũ, Helen, rồi Hạnh An, Hạnh Cư, chị Hồng Vân đây, Lisa, Hằng, Lên Lộc Hoàng, Mai Chi, Mimi, Phạm Hoàng, Phi Loan, Anh Phú Quốc, Thủy Châu, Vui Nguyễn, Ban Thiếu Nhi và Ban Văn Nghệ của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Lần nữa chương trình sẽ vào cửa hoàn toàn miễn phí. Mong các anh chị đến đến sớm, chắc khoảng trước 30 phút để chúng tôi bắt đầu chương trình đúng 1 giờ vào ngày Chủ nhật 14 tháng 4 tại Clara Studio. Một nữa, địa chỉ là 15138 Golden West Circle, thành phố Westminster. Quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng 714-403-9315 nếu có những câu hỏi cần biết thêm. Xin mời chị. Dạ, một lần nữa thì xin nhắc lại là vào 1 giờ trưa ngày Chủ nhật 14 tháng 4 và đúng 1 giờ quý vị đến 12:30 để mà có chỗ ngồi tốt và
hoàn toàn là vào cửa tự do. Xin mời quý vị đến đông đủ để mà thưởng thức một chương trình ca nhạc do câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp với lại Clara Studio tổ chức và để cống hiến đến cho quý vị, để chúng ta cùng tưởng nhớ lại tháng tư đêm và cái ngày mà chúng ta phải bỏ nước ra đi, cũng như là các em cũng có thể mà đến để theo dõi, để mà thấy cái hào khí của các em thiếu nhi trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Rồi nếu mà các em muốn join để mà học tiếng Việt hoặc là học múa, học ca thì cũng là welcome. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại cái địa chỉ Clara Studio là 15138 Golden West Circle, thành phố Westminster. Rất là cảm ơn chị Hồng Vân, một trong những phải nói là member cũng trong ban chấp hành của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, luôn luôn gắn bó với sinh hoạt câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong suốt 14 năm vừa qua, theo cái mục đích chí hướng của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, và cũng được sự tin tưởng thương mến của đồng hương. Thế là những chương trình câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ phải nói rất là đông những đồng hương đến để tham dự ủng hộ, thì đó cũng là cái điều phải nói phần thưởng khích lệ tinh thần cho các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo cái đường lối đó để mang tiếng hát, lời ca tranh đấu cho quê hương Việt Nam chúng ta sớm có dân chủ, tự do, nhân quyền, và đặc biệt là giữ gìn cái nền văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ, tiếp nối những thế hệ đàn anh của các cha các chú để đi qua. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mong rằng sẽ đón tiếp quý vị đến thật đông để ủng hộ cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong chương trình ngày 14 tháng 4 quê hương và tình mẹ, trong niềm tâm tưởng chúng ta hướng về ngày quốc hận 30 tháng 4, và chúng tôi mong sẽ được đón tiếp quý vị. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, số 714-403-9315. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi xin kính hẹn quý vị trong chương trình Talk Show lần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tình Nghệ Sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.